Ăn dâu đi nè. Ăn bánh lẹ đi rồi mẹ cho ăn dâu nè, phải ăn không? Ăn hai với dâu. Dâu không? Ăn dâu không? Mẹ kiếm hai cái trái nè mà nó đỏ nhất cho con ăn nha. Ăn luôn cái phần cuối nha, không bỏ nha, mẹ mang giùm đó. Chào cả nhà. Hôm nay là hình như là nghe nói là ngày gì thế giới hạnh phúc gì phải không? Tự nhiên thấy mọi người đăng lên Facebook mà anh cũng không biết nữa. Mình thì nếu như mà mình đã cảm thấy mình vui vẻ, hạnh phúc và mình xinh đẹp rồi thì ngày nào cũng là ngày hạnh phúc hết. Đâu cần đến ngày hạnh phúc rồi mình mới hạnh phúc đâu, phải không cả nhà? Chào em Hân, chào em Trần Đổng Đảnh. Mọi người ơi, tối nay là Hùng Anh có hẹn để nói chuyện với cả nhà mình, cho nên là tranh thủ về sớm. Ngày hôm nay là 9 giờ, bây giờ là 9 giờ, là chuẩn bị tới giờ đi ngủ rồi. Và một cái thói quen của Quỳnh Anh là cứ tối nào thì mình cũng dành ra khoảng chừng nửa tiếng đến 45 phút, thật sự là rất lâu luôn, để mà chăm sóc cho da mặt và cả da người. Da mặt của Quỳnh Anh á, thì dạo này là đã đỡ hơn rất là nhiều rồi, do là Quỳnh Anh rất là chăm chút. Nhưng mà bên cạnh đó thì mình cảm thấy là mình hơi bỏ bê cái làn da người của mình á, da body á, cho nên là bữa giờ mới vừa dưỡng lại thì nó ẩm ẩm hơn được chút xíu, chứ mấy bữa là nó khô lắm, khô và nó bị những cái lớp da sần sùi bên ngoài rất là nhiều. Còn cái da mặt thì tại vì nói chung là người ta nói là cái diện mạo của mình, mà khi mình nhìn một người đầu tiên thì lúc nào mình cũng phải nhìn vào cái mặt, cho nên là cứ chăm chú và chuẩn bị cho cái mặt thôi. Chào em Mai Ngọc. Hôm nay cả nhà có đi đâu chơi không? Quỳnh Anh mới về hai sản phẩm mới rất là thích luôn nè. Đợi mọi người vào nói chuyện nhiều nhiều xong rồi Quỳnh Anh sẽ giới thiệu nè. Đây nè, bao bì rất là đẹp luôn. Serum em xài được 9. À, cái serum kia em xài được 9 ngày rồi hả em? Chị hôm nay chị làm giới thiệu một cái sản phẩm mới đó nè, cả hai sản phẩm mới luôn. Đây là một cái thanh chống nắng cực kỳ dễ thương nha mọi người. Trời ơi, mới vừa cầm vào tay thôi là mình đã cảm thấy thích rồi. Nhớ đợt trước khi mà Quỳnh Anh mới vừa nhận hàng là Quỳnh Anh cảm thấy trời ơi sao mà nó đáng yêu, mà cái mùi của nó thơm nhẹ nhàng. Nhìn nó như là một cái miếng kẹo gì mà nhìn mình muốn ăn dễ sợ luôn á. Ê mọi người nhìn nè. Lần nào cũng vậy, lần nào thì hả cũng trước khi đi ngủ thì cũng sẽ để mặt mộc cho mọi người, nhưng mà không dám để cái chân mày mộc, tại vì chân mày mộc của Quỳnh Anh thì nó rất là ít luôn, không phải là ít mà kiểu như nó hơi bị mỏng á. Cho nên là mình lúc nào cũng phải kẻ lên một chút xíu, tại vì cũng không dám đi phun xăm hay thêu gì hết, nên cứ để vậy, rồi khi nào mà để mặt mộc nói chuyện với mọi người thì vẽ lên chút xíu. Nói chung là đây là mặt mộc, còn để một lát nữa sẽ dưỡng da lên cho mọi người xem. Nhưng mà cái chân mày với cái môi là không có mọc nha. Cái này là thú thiệt, đừng có nói là trời ơi xạo quá, mặt mộc gì đâu mà hả, chân mày vẽ quá trời. Trời ơi, phải công nhận là cái cô người làm của làm nước chanh muối dở khủng khiếp luôn. Sao lại không xem được không? Anh vẫn xem được bình thường mà. Chào chị Dũng Lâm nè, chào Phạm Phượng nè, Phạm Thị Hồng Vân, Tuyết Hằng, chào chị.
Hôm nay những người phụ nữ của Quỳnh Anh có đi đâu chơi không? Hôm nay là ngày thứ tư thì chắc là mọi người vẫn đi làm, nhưng mà làm xong buổi tối rồi chắc là cũng phải dành một chút xíu thời gian cho gia đình của mình đúng không? Một là sẽ dẫn cả nhà đi đi ăn hoặc đi ăn kem gì đó, uống cà phê chút xíu rồi mình về. Và thường thường anh có thói quen giống như là những gia đình khác thôi thì hả, nếu mà không có việc gì hoặc là không có đi diễn là 7-8 giờ tối là Quỳnh Anh đã để ở nhà rồi, không có đi ra đường nữa. Cho nên ai mà muốn hẹn anh buổi tối rất là khó, không bao giờ ra ngoài đường chơi với mọi người luôn. Mình chỉ thích ở nhà, mình tận hưởng, mình chăm sóc cho bản thân của mình bằng cách là dưỡng da. Chỗ thích dưỡng da, thích cực kỳ luôn. Cái thời gian mà dưỡng da là một cái thời gian mà mình cảm thấy mình enjoy nhất, mình yêu thương bản thân của mình nhất. Xin chào bạn Hương Hương. Đây mọi người đã vào đầy đủ rồi thì đây là cái tên của sản phẩm nè nha, Vitamin C Energy nè, Ampuset nè nè mọi người. Đây là một cái sản phẩm mà Quỳnh Anh mới vừa thử nghiệm trong vòng 2 tuần này mà Quỳnh Anh thấy là nó khá là ok, cho nên ngày hôm nay đã sẽ livestream để giới thiệu với cả nhà của mình. Đây nó có cái thành phần Vitamin C này nè, rất là ok luôn. Những cái hạt nhỏ trong đây mọi người thấy không, thì nó là những cái hạt vitamin. Con nãy con dao con hết rồi. Ồ vậy hả? Nhưng mà chờ ba xong thì là con vô rửa tay. Ừ, con rửa tay đi. Là ba cho con vô mà. Con xuống dưới rửa. Con xuống dưới phòng bà nội rửa tay, rửa xà bông nha. Nha, nhớ nha. Đi xong rồi hoành lên. Đây là một khoảng thời gian mà anh cảm thấy thích nhất trong ngày, bởi vì là mình vừa có thể chăm sóc bản thân được, mình vừa có thể chăm sóc con cái, chăm sóc gia đình được nữa, cho nên là mình cảm thấy mình rất là yên tâm, bởi vì một ngày mình luôn luôn có những cái khoảng thời gian mình sắp xếp hợp lý để dành cho những cái yêu thương của mình. Đây nói quay lại nha, cái này là Lady Vitamin C Energy nè, Ampoule đây nha mọi người. Thì một cái set như vậy là nó sẽ gồm năm cái lọ nhỏ rất là tiện dụng, cả nhà có thể mang đi, ví dụ mình đi du lịch hay là mình đi làm gì đó thì mình có thể mang đi được. Quỳnh Anh của chị xinh đẹp tự nhiên. Dạ em cảm ơn chị. Quỳnh Anh có những người chị khán giả rất là dễ thương, mỗi khi mà anh ra một cái sản phẩm gì đó hoặc đơn giản chỉ cần post một cái status ở trên Facebook thôi là ngay lập tức thấy các chị sẽ đều lên like và comment hết. Và anh biết đó là những cái tình cảm mà rất là quý. Lần nào có thể là rất là nhiều người và anh không thể trả lời hết được, nhưng mà lúc nào mình cũng cảm thấy rất là vui khi mình đọc những cái tin nhắn đó. Cho em ăn dâu đúng không? Đây bây giờ là sẽ cho em ăn dâu. Bên cạnh việc mà mọi người chăm sóc cho làn da của mình từ bên ngoài, da mặt, thì mình cũng nên bổ sung thật là nhiều trái cây, những cái loại trái cây mà nó tốt cho làn da của mình, chẳng hạn như dâu anh mới vừa order về xuống xin thì. Hả? Chào. Với lại táo nữa. Em sushi ăn xong cái miệng dơ quá nè. Không có dính. Đúng là đây không có dính. Ba. Má ơi. Bệnh. Đây cái loại trái cây mà có bên ngoài đỏ đỏ như vậy nó rất là tốt. Mẹ táo tốt lắm. Đúng rồi, táo tốt lắm, đặc biệt là dâu rất là tốt cho làn da. Sushi thì không biết ăn trái cây, nhưng mà anh đang tập cho sushi ăn từ từ, ráng ăn hết cái trái này nha. Bây giờ thì tới phiên mẹ. Lo cho con xong rồi bây giờ tới phiên mẹ. Chua hả? Đâu có chua, này dâu Hàn Quốc mà chua gì ông ơi. Bây giờ sẽ cài lên để bảo đảm là cái tóc của mình nó không có dính vô cái da nha. Cưng sushi quá hả? Mọi người rất cưng sushi kìa. Đây bây giờ anh sẽ test lên cái da tay thử cho mọi người xem nha. Nó sẽ thấm rất là... để bỏ một cái hạt lên nữa. Đâu rồi, cái hạt đâu rồi? Cái hạt này là giống như cái hạt nó cái hạt vitamin nha mọi người. Đây có một cái hạt vitamin nhỏ nhỏ ở trên cái tay của mình. Con ăn đi, đây cái hạt vitamin nè.
Đó thì khi mà mình ăn xoa lên cái tay thì cái hạt vitamin nó sẽ bể ra và nó sẽ hòa chung với là những cái dưỡng chất nó thấm sâu vào bên trong da của mình. Đây mọi người nhìn nè, nó sẽ thấm rất là nhanh. Thấy không? Đó, mình sẽ vỗ nhẹ như vậy. Chào em Võ Minh Tú. Chị xài da mặt chị đẹp quá. Chị rất là thích dùng mỹ phẩm và chị rất là hay test những cái loại mỹ phẩm mới. Mà mỗi khi mà test những cái loại mỹ phẩm đó mà mình thấy nó tốt cho làn da của mình, nó phù hợp, thì Quỳnh Anh thường sẽ livestream để chia sẻ với mọi người, chỉ cho mọi người là sản phẩm đó ở đâu để mọi người mua cho dễ nha. Và thường thường sẽ livestream về tất tần tật những cái nào mà về sắc đẹp rồi này nọ, cách làm đẹp, thì Quỳnh Anh sẽ livestream ở trên bay này nha, là Quỳnh Anh Cosmetics, để cho mọi người dễ theo dõi nha. Bây giờ thì sẽ sử dụng lên mặt. Thường thường thì người ta sẽ có hai cái cách để mà thoa lên mặt. Quỳnh Anh toàn là lấy cái cây này mà anh thoa không à. Đó, sẽ cho lên như vậy. Cái này nếu như mà mình bán lẻ đó thì nó sẽ là 300.000 một lọ. 300.000 một lọ như thế này. Còn nếu mà mọi người mua một set như vậy thì sẽ tiện hơn rất là nhiều. Một set 5 lọ như vậy thì chỉ có 1 triệu thôi, chỉ có giá 1 triệu thôi. Đó, xong mình sẽ xoa đều lên mặt của mình. Một lát nữa nó sẽ thấm đều vào làn da. Đó, nó sẽ thấm rất là nhanh mọi người thấy không? Nó không có để lại cho mình cái nhờn rít hay là gì khó chịu hết. Cái này là những cái hạt nhỏ nhỏ, trong đây là những cái tinh thể vitamin. Nó sẽ rất là nhanh chóng bể ra và thẩm thấu vào bên trong làn da của mình. Da bị khô xài được không chị? Da bị khô xài cũng được nha em, tại vì trong đây là nó có những cái tinh chất giúp cho làn da của mình được dưỡng ẩm, dưỡng cho làn da trắng sáng, mịn màng và dưỡng cho làn da của mình nó trắng sáng, mịn màng và nó có collagen, nó sẽ làm kết nối lại những cái sợi collagen đó và nó tăng cái độ đàn hồi cho làn da của mình nữa. Tất nhiên là ngày hôm nay mà anh livestream, mà anh để mặt mộc thì nó sẽ không có được đẹp và rạng rỡ như những cái ngày khác. Nhưng mà đối với một cái làn da mộc nó như vậy là đã đẹp hơn so với làn da trước đây của anh rồi. Bởi vì trước đây khi mà anh tuổi còn kiểu mà trẻ trẻ đó thì mình không có nghĩ đến việc dưỡng da, mình không có nghĩ đến việc là sẽ chống lão hóa cho làn da của mình như thế nào hết. Và buổi tối thì khi mà ngủ thì chỉ có biết ngủ thôi, không có chăm sóc thêm bất kỳ một cái gì nữa hết trơn á. Lúc đó mình cảm thấy mình rất là thoải mái, mình rất là lười. Nhưng mà từ khi mà mình hiểu được tác dụng của việc chăm sóc da, việc chống lão hóa rồi, thì mình thấy là cái khoảng thời gian mà mình chăm sóc da đúng là cái khoảng thời gian mà mình yêu đời nhất, mình dành cho bản thân mình nhiều nhất. Tại vì trước đây thì mọi người hay nghĩ là 30 tuổi mới là cái độ tuổi mà chúng ta cần phải chăm sóc, bởi vì là khi đó thì làn da của chúng ta bắt đầu lão hóa. Nhưng mà không phải nha, bây giờ thì sớm hơn rồi, do là chúng ta tiếp xúc với lại laptop nhiều, tiếp xúc với smartphone rất là nhiều, cho nên là nó sẽ ra những cái tia khúc xạ làm ảnh hưởng đến làn da của chúng ta. Đó, cho nên là bây giờ khoảng chừng 25 tuổi là mọi người đã bắt đầu lão hóa rồi. Có người còn sớm hơn nữa đó. Cho nên là tất cả chúng ta đều phải dùng những cái loại dưỡng chất nào đó để mà chống lão hóa, ngăn ngừa những cái vết sạm nám. Tại vì Quỳnh Anh thấy mấy chị bạn của Quỳnh Anh á, thì có chị da mặt đang rất là đẹp, nhưng mà do là bình thường mình không có dưỡng nhiều, cho nên là làn da không có một cái chất gì để mà bảo vệ hết. Thì khi mà các chị đi qua bên nước ngoài, các chị cảm thấy trời lạnh và ánh nắng nó rất là dịu nhẹ, các chị không có
không không có nghĩ là nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến làn da của mình. Cho nên là tới khi mà đi Mỹ về thì là cái làn da của mình bị những cái đốm nâu nó xuất hiện và nó bị nám, bị sạm. Và anh nói là thật sự khi đó nha, mọi người chữa trị nó rất là khó luôn. Chữa trị nó sẽ rất là khó bởi vì là nó tại vì nó đã ăn sâu xuống dưới làn da của mình rồi, và mình cần phải có một cái độ kiên trì nhất định. Thì cái sản phẩm này á thì nó có bổ sung collagen nè, với là nó có những cái tinh chất vitamin rồi này nọ, thì nó sẽ làm cho cái làn da của mình nó sáng đều màu hơn, và từ từ mình dùng lâu ngày thì nó sẽ mất đi những cái vết sạm nám, những cái đốm tàn nhang đó. Nhưng mà mọi người phải kiên trì thì nó mới thành công được. Tại vì những cái đốm đó thì thật sự ra là nó rất là khó trị. Và nếu như mọi người mà vào những cái spa hoặc những cái thẩm mỹ viện để mà điều trị cái đó là rất là mắc tiền. Tại vì một cái liệu trình như vậy là cỡ mấy chục triệu, hoặc có khi là cả 100 triệu, 200 triệu cũng có nữa. Thì bây giờ mình trong khi mà mình chưa bị thì mình cũng nên bảo vệ cho làn da của mình. Nói tới nắng thì Quỳnh Anh mới cảm thấy là rất là đáng sợ, bởi vì là nhiều khi Quỳnh Anh dưỡng da cả mấy tháng trời nhưng mà Quỳnh Anh ở nhà hay ở tiệm vậy? À dạ em đang ở nhà chị ơi, em đang ở nhà. Chào bạn ghi tiếng gì á, tiếng Nhật hay tiếng Tàu gì đó Quỳnh Anh đọc không có được, mà cảm ơn em nha. Quỳnh Anh cảm ơn mọi người. Thật ra là làn da của Quỳnh Anh khi mà mọi người nhìn vào có thể phân biệt được là lúc đó Quỳnh Anh đang để mặt mộc hay để mặt bình thường. Tại vì khi mà để mặt mộc thì làn da của Quỳnh Anh nó sẽ có những cái mạch máu nhỏ nhỏ như vậy. Đó. Đây nè. Đó mọi người thấy không? Thì Quỳnh Anh cũng đang suy nghĩ là cũng đang rất là muốn đi điều trị cái này. Tại hôm bữa Quỳnh Anh lên mạng thì thấy là nó có cái loại máy mà nó có thể bắn mấy cái này cho nó mất đi đó, nhưng mà cũng không biết sao. Nhưng mà quan trọng nhất là mình phải tìm hiểu cho kỹ, thì khi mà anh muốn làm cái gì đó trên gương mặt của mình thì phải tìm hiểu rất là kỹ, chứ không có dám mà đưa sản phẩm bậy bạ lên. Cho nên là những cái sản phẩm nào mà anh giới thiệu thì cả nhà mình có thể yên tâm là nó làm từ thảo mộc và nó rất là lành tính cho làn da của mình. Nó chỉ là ví dụ nó phù hợp với nhiều loại da khác nhau đúng không? Nhưng mà có thể đối với cái làn da đó thì nó tác dụng nhanh, còn đối với làn da của mình thì nó tác dụng lâu hơn một chút. Đây. Mới vừa thoa kia lên thì cái làn da của mình nó cũng bóng bóng lên và nó căng mịn ra. Thì đây mà Quỳnh Anh để ý nha, mỗi lần mà ví dụ buổi tối mà mình thoa cái dưỡng chất này lên, xong rồi sau đó mình thoa những, có nghĩa là đây là một cái bước đầu tiên, nghĩa là sau khi mà mình rửa mặt sạch xong, mình xịt mấy cái toner lên xong á, thì mình sẽ cho cái bước này là bước tiếp theo. Xong rồi sau đó có thể là mọi người sẽ cho thêm một cái lớp kem dưỡng lên nữa nếu mà làn da của mình quá khô, còn nếu không thì có thể là chỉ một bước này thôi là cũng sẽ đủ rồi. Còn về ánh nắng á, thì ánh nắng là một cái kẻ thù rất là lớn đối với chị em phụ nữ nói riêng và đối với tất cả mọi người nói chung, bởi vì là cái ánh nắng nó rất là khủng khiếp. Có nhiều khi mọi người có những chị nãy vừa anh nói đi Mỹ thì có thể là nó hơi kiểu như nó hơi xa vời một chút xíu ha, nhưng mà anh nói gần đây đi thì coi như là mọi người đi Đà Lạt. Đi Đà Lạt thì mình sẽ thấy là không khí nó rất là mát mẻ, dễ chịu, ánh nắng cũng dịu nhẹ, và nhiều khi thì mình sẽ mặc những cái bộ đồ nó thoải mái. Nếu mà nó mát mát thì mình sẽ mặc những bộ đồ nó hơi thoải mái chút xíu, và không có, khi mà mình ra ngoài nắng mình chụp hình thì mình sẽ không có mặc áo khoác vào. Khi đó đó thì mình sẽ không cảm thấy gì đâu. Nhưng mà khi mà mọi người về tới thành phố xong á, nhìn lại cái làn da của mình coi trời ơi, nó sẽ đen và nó sạm một cách khủng khiếp luôn. Tại vì là nó, những cái ánh nắng đó thì nó mới độc hại cho làn da của mình rất nhiều. Cho nên là mỗi khi mà ra nắng á, thì cả nhà mình nhớ là hãy dùng kem chống nắng nha. Gần đây thì anh mới biết một cái loại kem chống nắng là Sunstick này nè, dễ thương không? Rất là dễ thương luôn. Nó là một cái thanh như thế này,
mà màu hồng nữa. Quỳnh Anh nghĩ là con gái và đặc biệt là những cái cô nào mà còn tuổi trẻ trẻ thiên thiên à, mà không phải là những cô đó đâu, thật ra thì Quỳnh Anh cũng qua cái tuổi đó rất là nhiều rồi, nhưng mà mình khi mà mình nhìn những cái gì mình dễ thương á thì mình cũng cảm thấy bắt mắt và mình dễ chịu hơn rất là nhiều. Cái mùi đó là cái mùi giống như mùi mùi hoa cỏ gì đó, nó rất là thơm nhẹ nhàng. Đây thì mọi người sẽ dùng, đây là cái bút thanh lăng nha, nó là một cái dạng thanh lăng, có nhiều dạng, dạng uống, dạng xịt, dạng thoa, nhưng mà cái này là dạng thanh lăng, mọi người có thể lăn lăn lên mặt. Tại vì bây giờ là à, chị ơi, da dầu dùng được không chị? Da dầu dùng vẫn được nha em, nhưng mà các bạn lưu ý là khi mà mình đã dùng cái sản phẩm này rồi á thì mình chỉ nên dùng nó ít thôi, mình đừng có tham, có nghĩa là mình đừng có nghĩ dưỡng chất mình thoa càng nhiều lên da thì nó sẽ càng nuôi dưỡng làn da của mình, mà nếu như mà mình thoa quá nhiều lên làm cái làn da của mình nó bết dính lại, nó không có kịp thời để mà thẩm thấu vào bên trong á, thì nó sẽ làm bít tắc những cái lỗ chân lông của mình đó, thì nó sẽ gây ra những cái mụn ẩn đó, mọi người hiểu không? Tại vì giống như là mình, ví dụ như là mình đi ăn vậy đó, mình cũng phải ăn từ từ nhẹ nhàng, từ từ thì mình mới ăn xong hết được. Còn một lần mình ngộm vào trong miệng của mình một đống thì mình đâu có ăn nổi, có nhiều khi là mình sẽ trào ngược ra lại đó. Thì anh ví dụ như vậy để cho mọi người dễ hiểu nha. Đây thì cái thanh lăng này bây giờ đã là buổi tối rồi, cho nên là không có lăn lên mặt để cho mọi người xem được. Thì bây giờ anh sẽ test lên cái da tay của mình để cho cả nhà thấy được cái sản phẩm nó như thế nào nha. Lăn nó như là một cái miếng xương sai đó, trong suốt, rất là dễ thương. Đây mình anh đã lăn hết cái bề mặt tay của mình, mọi người sẽ thấy là nó không có, nó trong suốt, nó không có màu gì hết. Đây nó sẽ không có ảnh hưởng đến cái lớp makeup của mình ha. À, tay hơi gân chút xíu đó, thì nó sẽ rất là, nó sẽ thẩm thấu rất là nhẹ nhàng vào làn da của mình, mà nó không có cái độ bết dính luôn, nó rất là nhẹ, nó không có bết dính gì hết. Đây mọi người thấy không, và cái độ mà chống nắng của nó là SPF đến 50 cộng luôn nha mọi người, cho nên là nó sẽ có rất là nhiều những cái để bảo vệ cho làn da của mình khỏi cái ánh nắng. Chị thích xài loại trị nám? Dạ chị ơi, em sẽ đi kiếm những cái loại nào mà trị nám, chuyên trị nám tốt nhất để về giới thiệu cho mọi người nha. Ủa, si cuối cùng không ăn trái dâu đó luôn hả? Không ăn trái dâu đó luôn hả? Nửa trái à? Trời ơi, ăn ít dữ vậy. Sushi hả? Sushi đang nằm kế bên. Chào em Võ Minh Tú. Anh rất là thích ăn trái cây. Mỗi khi mà tối thì cũng hay thường lấy trái cây ra ăn. Tối mà khi nào đói bụng á thì sẽ lấy trái cây ra ăn. Đâu có chua đâu Si. Có chua. Ba lấy cũng chua luôn. Mọi người nhớ là đối với việc giảm cân cũng vậy, hoặc là đối với việc chăm sóc cho làn da của mình cũng vậy luôn, lúc nào mình cũng phải bổ sung trái cây cho cơ thể của mình nó có một cái sức khỏe tốt, nó có nhiều vitamin và nó sẽ làm vừa đẹp dáng vừa đẹp da nữa. Rót cho mẹ miếng nước. Ủa đâu có cho chơi game nữa đâu, chơi hoài vậy hả? Không.
không có cho chơi nữa, dẹp vô qua rót cho mẹ miếng nước cho lên. Chào em Thanh Trúc, em inbox số điện thoại mai chị tư vấn em với ạ. Chào em Hương Hương, em mới em muốn chăm sóc, em muốn tư vấn về cái gì thì em nói ở đây đi, chị tư vấn cho em luôn, còn không thôi nếu mà em bận thì ngày mai có thể nhắn tin vào cái page là Quỳnh Anh Cosmetics thì cũng sẽ có các bạn tư vấn cho em. Chào, tại vì ngày mai thì chị sợ ngay cái lúc mà em tư vấn, em muốn tư vấn thì chị bị bận á. Em là em yêu của chị. À dạ. Nè, từ hồi nãy tới giờ và anh bỏ lên cái tay của mình là mọi người thấy là nó sẽ không có một cái dấu hiệu gì hết. Nó chỉ một cái lớp nó hơi ẩm nhẹ để cho nó bảo vệ làn da của mình thôi. Cho nên là sẽ rất là tốt. Nó không có bị nhờn rít hay là nó bị quá bóng dầu như những cái loại chống nắng khác, nó làm cho cái làn da của mình bị khó chịu nguyên cả ngày. Thì cái này nó rất là mỏng và nhẹ, nhưng mà cái độ chống nắng của nó lên đến 50 cộng lận. Cho nên là mọi người sẽ rất là yên tâm khi mua sản phẩm này. Một cái thanh rất là tiện lợi như vậy, có thể mang đi học, mang đi làm hoặc là mang đi du lịch gì đó. Thì giá của cái sản phẩm này là 680.000 nha cả nhà. Xài rất là lâu, tại vì nó là cái dạng thỏi á. Cái dạng thỏi á, mọi người đừng có thấy nó dễ thương quá xong mà hả tưởng đâu là nó là son, tại vì nhìn về giống đánh son nè, thấy không? Thật ra không phải nha cả nhà. Em cần serum dưỡng da trị mụn. Em cần serum dưỡng da trị mụn. Serum dưỡng da trị mụn thì bên chị chưa có. Khi nếu mà em cần thì chị sẽ tại vì cuối tháng này thì có một bạn ở bên công ty, bạn sẽ qua bên hàng. Và hôm nay thì chị thấy là có người muốn serum dưỡng da trị mụn, và có người thì muốn cái trị nám, đúng không? Thì Quỳnh Anh sẽ kiếm cho mọi người. Và chắc là về cũng phải nhờ một ai đó bị mụn và bị nám test. Và nếu mà thấy hiệu quả thì sẽ tư vấn cho cả nhà mình nha. Da em không đều màu và mấy cái nốt thâm chị ạ. Qua rót cho mẹ miếng nước nha, lên khát nước quá. Có mấy cái nốt thâm. Nếu như mà em có mấy nốt thâm thì chị nghĩ là em nên dùng cái sản phẩm này. Nên dùng cái sản phẩm này, tại vì nó sẽ giúp cho cái làn da của mình nó đều màu. Và trong sản phẩm này thì nó có cái tinh chất vitamin nè, cũng như là collagen, thì nó sẽ làm cho cái làn da của mình nó có sự đàn hồi nhiều hơn. Và nó sẽ đều màu làn da của mình luôn nha. Nhớ là em đừng có sức nhiều quá, tại vì nếu da bị mụn mà em, nếu mà da bị mụn mà em sức quá nhiều quá thì những cái dưỡng chất nó cái vết nó sẽ tạo ra một cái vết thương hở. Mà khi mà em cho cái dưỡng chất vô thì nó sẽ làm cho cái vết mụn của em nó sẽ càng sưng tấy hơn nhiều hơn nữa. Trời ơi đã quá. Bên chị có kem body không chị? Bên chị vẫn chưa có luôn. Khi nào mà có thì thật ra thì bên Quỳnh Anh từ hôm bữa tới bây giờ thì chỉ có một vài sản phẩm thôi, thì đang trong quá trình là sẽ hoàn thiện hơn. Cho nên là tất cả những khách hàng của Quỳnh Anh, nếu như mọi người muốn sử dụng thêm những cái sản phẩm nào đó, hoặc là có nhu cầu của mọi người, hoặc là muốn tư vấn về bất kỳ một cái gì đó, thì cứ nhắn tin inbox vào Quỳnh Anh Cosmetics thì Quỳnh Anh sẽ tổng hợp hết tất cả những cái đó. Những cái loại nào mà cuối tháng này bé nhân viên đi qua bển kiếm được thì anh sẽ về và anh sẽ chia sẻ với mọi người nha. Dạ, chị Thanh Trúc là muốn kiếm kem trị nám đúng không? Tại vì cái sản phẩm này nó thiên về là làm sáng da của mình, tăng độ đàn hồi, tăng collagen, và nó sẽ làm đều màu da của mình. Nó cũng sẽ trị những cái vết thâm nám luôn. Nhưng mà nếu những ai mà bị nám quá nhiều hoặc là tàn nhang quá nhiều thì chắc là phải dùng một cái loại nào đó nó chuyên trị về nám hơn nữa. Trong sản phẩm này nó vẫn có những cái dưỡng chất để mà làm sáng màu đều màu cái làn da của mình, nhưng mà phải phải phải
vừa vừa thôi, ít thôi thì còn được, chứ nhiều quá thì anh nghĩ là phải có một cái sản phẩm nào đó chuyên trị hơn. Và ở trong đây thì nó có 5 cái loại rất là quý, đó chính là hồng sâm nè, cao sâm, nhân sâm nè, đông trùng hạ thảo và là nấm linh chi. Toàn là những cái dưỡng chất, những cái thảo mộc rất là tốt cho cái làn da của mình. Chẳng hạn như là lúc trước mình anh cũng có đông trùng hạ thảo thì tốt cho làn da là mọi người biết rồi đúng không, tốt cho sức khỏe nữa. Còn cái nấm linh chi đó thì là ngoài cái việc là nó là một thành phần trong những cái dưỡng da như vậy, thì cả nhà mình có thể mua cái nấm đó về xong rồi là nấu với nước và uống mỗi ngày, nó cũng rất là tốt, tốt cho làn da của mình. Có nghĩa là mình sẽ dưỡng da từ bên ngoài và từ bên trong nữa thì nó sẽ kết quả nhanh hơn. Kem trắng da, cái sản phẩm này là nó sẽ trắng da luôn nè chị, nhưng mà nó chỉ là dùng cho da mặt của mình thôi, còn nếu mà dùng cho da người thì bên em chưa có sản phẩm đó. Trăm bầu, giảm cân cần kiêng những gì vậy chị? Nếu mà em muốn giảm cân á, thì em kiêng những cái chất mà đường. Tại vì đường nó sẽ làm cho mình tăng cân rất là nhiều và nó sẽ làm cho mình lão hóa rất là nhanh. Cho nên là trong những cái món ăn của gia đình của mình hoặc là mình ăn cái gì cũng vậy, thì mình nên bớt đi cái bớt đi đường. Giống như là mọi người thèm trà sữa quá, có thể uống trà sữa cũng được, nhưng mà nhớ là kêu là 50 đường thôi chẳng hạn, hiểu không? Hoặc là mình đi uống nước trái cây thì mình cũng kêu người ta bỏ ít đường lại thôi, chứ mọi người đừng có cho đường nhiều quá thì nó sẽ làm cho mình tăng cân nè, làm cho mình bị nhanh quá trình lão hóa nữa. Rồi chất mà kẻ thù của những người mập đó chính là tinh bột. Có nhiều người người ta ăn kiêng tới mức mà người ta cắt luôn cả những cái thành phần tinh bột trong bữa ăn hàng ngày của mình luôn. Họ sẽ thay thế bằng những cái khác, chẳng hạn như họ sẽ ăn canh, ăn rau, ăn trái cây. Dạ đúng rồi, em đang nói là em nói da mặt. Da mặt, cái này là dùng cho da mặt nha, chứ không phải là da người. Cái này thì nó sẽ có thành phần làm trắng sáng đều màu làn da của mình luôn nha chị Thanh Trúc. Với lại là mọi người đừng có ăn những cái quá nhiều những cái món mà nó chiên xào. Tất nhiên là mình chiên mình xào hoặc là mình nướng gì đó thì mình nó sẽ kích thích cái vị giác của mình hơn. Nhưng mà khi mà mình ăn những cái món đó thì nó sẽ dầu mỡ rất là nhiều và nó làm cho mình bị tích mỡ, bị mập ra. Cho nên là những cái món ăn của mình nó nên thanh đạm hơn, chẳng hạn như mọi người ăn luộc nè hoặc là ăn hấp gì đó. Nói chung là mình phải có một cái sự kiêng khem thì mình mới có thể giảm cân được, chứ không thể nào mà mình ăn cho sướng cái miệng mình xong rồi mình đòi giảm cân, thì cái đó là điều không bao giờ có thể xảy ra trên thế giới trái đất này. Giống như Quỳnh Anh thường thường thì một ngày có thể là sẽ ăn hai buổi thôi. Buổi tối ví dụ đói thì sẽ ăn trái cây, hoặc có những buổi tối mình đói quá chịu không nổi mà có khi Quỳnh Anh lại đi thèm mì gói nữa. Nghĩa là cái mùi mì gói đó làm cho mình thèm á, thì mình sẽ ăn một nửa gói thôi, xong rồi qua ngày hôm sau là bắt đầu mình sẽ ăn. Cái khẩu phần của mình ăn nó sẽ ít lại để mình bù cho cái ngày hôm trước mình đã ăn cái phần mì gói đó. Nói chung là mình sẽ có những cái ngày sau mình bù lại, nếu mà mình bị mất kiểm soát trong cái việc ăn uống, quá thèm rồi là phải ăn. Thì Quỳnh Anh cũng có những lúc như vậy, chứ không phải là thần thánh gì mà mình có thể mình nhịn ăn hoài được. Những cái món mình thích, mình thèm mà quá lâu ngày mình không ăn được thì mình cũng phải bị ức chế. Ức chế thì mình cảm thấy mình sẽ khó chịu. Nhiều khi cái việc ăn uống, được ăn những cái món mình thích đó, nó cũng làm cho mình cảm thấy mình hạnh phúc hơn rất là nhiều. Mà mình không được ăn thì mình sẽ cảm thấy khó chịu. Anh cũng biết được cái tâm lý đó. Cho nên là một tuần khi mà mọi người kiêng khem khổ sở rồi thì mình cũng có thể là mình dành ra một buổi để mình ăn những cái món mà mình yêu thích. Mình có thể ăn được, nhưng mà qua ngày hôm sau, vài ngày sau đó thì mình sẽ phải kiêng khem lại nhiều hơn bình thường một chút xíu để mà mình cân bằng lại nha mọi người.
Da chị hả? Da chị thì nói chung là nó cũng không phải là thuộc dạng mà da đẹp quá là xuất sắc đâu, nhưng mà nó đã đẹp hơn cái làn da của chị trước đây rồi, bởi vì hồi xưa là da rất là xấu, để mặt mộc không bao giờ tự tin để mặt mộc hết. Hồi trước chị uống Chavity, giờ chị không uống nữa, là gì ta không biết nữa, không hiểu. Đồ bộ này hả? Đồ bộ này chị mua ở trên mạng thôi, chị cũng như mọi người thôi, có nghĩa là cũng không có phải là có quá nhiều thời gian mà để mà suốt ngày đi ra ngoài cửa hàng để mà mua. Cho nên là hồi trước thì mọi người rất là không tin tưởng vào cái việc mà mua hàng online trên mạng đó, nhưng mà bây giờ thì hàng online trên mạng có nhiều cái nó cũng rất là chất lượng. Và giống như cái kênh Quỳnh Anh Cosmetics này thì giống như mọi người không không có thời gian thì cứ đi lên cái trang này và anh sẽ giới thiệu những cái sản phẩm cho mọi người thôi. Bây giờ thì mình đâu có sợ hãi cái việc mà mua hàng trên mạng rồi sẽ bị lừa lọc hay là sẽ bị hàng kém chất lượng, hàng giả gì nữa. Chỉ cần mình có được những cái người mà mình cảm thấy mình tin tưởng hoặc những cái trang mà mình cảm thấy tin tưởng thì mình có thể mình mua được, và nó cũng sẽ tiện lợi hơn bình thường rất là nhiều, đúng không? Bây giờ nhiều khi mình mở, anh phải nói thực tế, nhiều khi mà mình mở ra một cái cửa hàng thì nó cũng khá là tốn kém, tiền mặt bằng, tiền nhân viên, đồ đủ thứ hết. Còn bây giờ trong khi á, Quỳnh Anh làm cái trang bay là Quỳnh Anh Cosmetics thì mọi người có thể lên đó, muốn lướt lúc nào cũng được, sản phẩm mới ra là sẽ lên cái đó liền và làm những cái clip để mà chia sẻ với mọi người về cách dưỡng da, dưỡng dáng như thế nào đó, rồi cũng chụp những cái hình ảnh đưa lên. Và lâu lâu cứ mỗi 1 tuần, 2 tuần thì Quỳnh Anh sẽ lên đây livestream để chia sẻ cách dưỡng dáng, dưỡng da, cách làm cho chúng ta cảm thấy là mình đẹp hơn, mình vui vẻ hơn, mình tự tin hơn trong cuộc sống, thì nó cũng sẽ gần gũi với nhau hơn rất là nhiều so với việc mở một cửa hàng. Tại vì nhiều khi nếu mà mở cửa hàng thì mình cũng không phải là có quá nhiều thời gian để mà mình, đâu phải mọi người ra cửa hàng lúc nào cũng gặp Quỳnh Anh đâu, nhưng mà khi mọi người lên bay là chắc chắn là sẽ thấy Quỳnh Anh rồi đó, đúng không? Băng đô này hả? Trời, băng đô này chị cũng xài cả 2 năm rồi á, đợt chị mua bên Hàn á, mà tại vì thấy nó dễ thương. Cái con gấu lai nè, bên Hàn nó có nguyên một cái cửa hàng mà bán toàn của con gấu này không nè, nhưng mà bên trong đó là tất tần tật, tất cả những cái gì mà dễ thương đều là hình này hết, cho nên là mua về mà giữ cũng lâu á, chứ hôm nay nhìn vẫn còn mới nè. Em có sữa tắm trắng không em? Dạ không chị ơi. Trước khi mà tìm được cho mọi người một cái loại tắm trắng nào đó thì cả nhà mình hãy dùng cái loại tắm trắng tự nhiên trước đi. Có thể tắm trắng bằng cám gạo nè, hoặc là bằng cái bột yến mạch đó mình pha với sữa tươi không đường mình tắm, nó cũng làm đẹp da và sáng da của mình rất là nhiều, và có thể đắp lên cái da mặt của mình nữa. Và sau khi mà mọi người dùng những cái tắm trắng đó, những cái tắm trắng đó để tẩy tế bào chết và làm cho làn da của mình trắng sáng mịn màng rồi á, thì trước khi mình đi ngủ mình có thể thoa một cái lớp kem này, là một cái lớp serum vitamin C Energy Ampoule này lên á, thì nó sẽ làm cho cái làn da của mình nó hấp thu được nhiều dưỡng chất hơn. Và đặc biệt là sau sau những cái bước này mọi người dùng cái kem dưỡng á, thì nó sẽ tạo cho mình cảm giác là những cái dưỡng chất đó sẽ thấm sâu vào làn da của mình nhanh hơn nữa, tác dụng rất là tốt. Và buổi sáng ngày hôm sau thức dậy thì mình sẽ thấy cái làn da của mình nó mượt mà nó mềm, nó dễ, nó đã đã, nói chung không biết diễn tả sao, nhưng mà khi mà mọi người rờ vào nó rất là láng mịn, nó thật sự nó rất là láng mịn luôn. Thì mình có một cảm giác mà láng mịn tới mức mà mình không nỡ, gọi là mình không nỡ make up hay là làm bất kỳ một cái gì lên nữa hết. Nhưng mà nếu mà ngày nào mà anh ở nhà đó thì anh sẽ không đánh gì lên nữa, để cho nó dưỡng được một, để cho nó thở được một chút. Còn nếu như mà có đi ra ngoài đường thì anh sẽ cho một cái lớp dưỡng này lên lại, một cái lớp dưỡng nhẹ thôi nha mọi người, tại vì ban ngày mà mình đừng có đánh nhiều quá. Mình cho một lớp dưỡng như vậy lên, xong rồi mình cho một cái lớp chống nắng, một cái lớp chống nắng lên, tại vì
bây giờ mình phải chống nắng bởi vì là những cái gọi là những cái hậu quả của việc nắng để lại cho mọi người đó nó rất là khủng khiếp, mình sẽ không thể nào mình tưởng tượng được. Ngày nào anh cũng phải chống nắng hết, thật sự luôn, ngày nào cũng phải chống nắng. Có nhiều khi á khùng khùng ở trong nhà không à cũng chống nắng nữa. Tại vì trước đó đó anh có nghe một cái người nào nói là khi mà chúng ta ở trong nhà ban ngày nhưng mà chúng ta ở gần những cái chỗ mà nó có ánh nắng lọt vào hoặc là nó có ánh sáng lọt vào thôi thì ánh nắng nó cũng có thể làm hại đến làn da của chúng ta, mặc dù nó không có nhiều như là khi chúng ta đứng ở ngoài nắng, ánh nắng trực tiếp vào da, nhưng mà nó cũng sẽ tác hại đến làn da của mình. Cho nên có những ngày á nha, nhiều khi mình cũng không có đi đâu hết nhưng mà mình rảnh rảnh cái mình cũng lấy chống nắng để mình sức nữa, thật sự luôn. Còn buổi tối như vậy là chắc chắn là không chống nắng rồi, cho nên nãy giờ là chỉ có test lên cái tay thôi chứ không có test lên cái mặt cho mọi người coi được. À, nãy giờ nó nè thẩm thấu luôn rồi, nó không có nó không 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 có không có bết dính gì nữa hết. Và anh cảm thấy rất là vừa ý. Sữa rửa mặt nữa nha chị. Hồi nãy giờ là có rất là nhiều người muốn là cái kem dưỡng da trị mụn đúng không? Kem trị nám nè, rồi sữa rửa mặt nè, với lại kem body đó. Nói chung là mọi người cứ theo dõi cái trang page là Quỳnh Anh Cosmetics thì Quỳnh Anh sẽ cố gắng bổ sung thêm nhiều những cái loại mỹ phẩm tốt cho làn da, tốt cho dáng của mình nữa để cho cả nhà lên và sẽ phục vụ cho tất cả những cái nhu cầu của mọi người nha. Bao nhiêu một chai đó vậy em? Đây là cái chai chống nắng Sun Stick, không phải là chai mà là thanh, nói lộn. Đó thì là 650 ngàn. Còn cái này là Lady Vitamin C Energy Ampoule nè. Đây nè, thì nó sẽ một cái set của nó như vậy thì nó sẽ có 5 cái lọ. Có 5 cái lọ. Đây nha. Một cái lọ mua lẻ như vậy là 300 ngàn. Nếu như cả nhà mình mua nguyên một set như vậy thì sẽ lợi hơn rất là nhiều. Mua nguyên một set như vậy thì chỉ có giá là 1 triệu thôi. Đó, cho nên là Quỳnh Anh khuyên rằng là cả nhà mình nên mua một set. Bởi vì là khi mà chúng ta mua một set như vậy thì nó sẽ lợi hơn rất là khá là nhiều tiền, với lại là mình cũng có thể mua về xong rồi mình đưa cho mẹ mình xài, mình chia cho chị của mình xài, mình chia cho em của mình xài. Nói chung là mình mua một set như vậy về là cả nhà sẽ có thể cùng xài chung mà rất là tiện lợi, mà tiết kiệm được cả 500 ngàn. Em chống nắng thay trang điểm luôn hả? À không 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 có chống nắng thay trang điểm nha chị, tại vì cái loại này thì nó là trong suốt chứ nó không có một cái lớp base nhẹ. Giống như là những cái loại kia, cái loại này thì nó chỉ chuyên về chống nắng thôi, cho nên ví dụ như là các chị có đi ra ngoài đường mà mình muốn cái làn da của mình nó trắng hơn một chút xíu thì chúng ta sẽ dưỡng cái này, dưỡng tinh chất vitamin C này, xong rồi sau đó cho một lớp chống nắng và sẽ cho một cái lớp phấn hay là cushion gì đó nhẹ nhẹ lên làn da của mình nha. Tại vì trong đây thì nó là trong suốt chứ nó không có một cái nó không có cái tác dụng là make up luôn cho cái làn da đó. Nếu mà cả nhà muốn tư vấn kỹ hơn thì có thể để lại cái số điện thoại ở dưới cái livestream này của Quỳnh Anh thì sẽ có các bạn nhân viên sẽ tư vấn cho mọi người. Bên cạnh đó thì là Quỳnh Anh còn có là thuốc giảm cân, á quên phải cà phê giảm cân nè. Rồi có collagen jelly nè. Rồi có cái serum dưỡng da nữa. Chị có giao hàng tận nơi không chị? Có giao hàng nha em. Em chỉ cần inbox vào cái Quỳnh Anh Cosmetics thì sẽ có các bạn nhân viên tư vấn cho em, rồi sau khi mà em đồng ý mua cái sản phẩm đó thì sẽ các bạn sẽ xin số điện thoại và địa chỉ nhà và các bạn sẽ gửi lại tận nhà cho em.
rất là tiện lợi. Bây giờ khi mà mình có được Facebook cũng như là có mạng xã hội thì mình mua hàng rất là tiện lợi. Giống như Quỳnh Anh thì một ngày á không không có ai giao hàng là sẽ cảm thấy rất là lạ lùng luôn á. Từ khi mà có giao hàng trên mạng mình cảm thấy là mình mua đồ nhiều hơn, nhưng mà mình cũng biết hơn được rất là nhiều, bởi vì là tất cả những cái thông tin về sản phẩm mỹ phẩm rồi nọ là nó sẽ đưa lên mạng hết. Cho nên là mình rất là khi nào mình có thời gian á, tại sao một lý do tại sao mình cầm điện thoại hoài là tại vì nhiều khi mình sẽ đi lên mạng để mình coi cách dưỡng da như thế nào, hoặc là mình sẽ coi những cái clip dưỡng da, những cái sản phẩm nào tốt rồi sẽ tư vấn cho mọi người như thế nào để là cả nhà sẽ hiểu được. Tại vì da đó là da của mỗi người sẽ mỗi khác nhau, chứ không phải là da ai cũng giống nhau. Có người sẽ phù hợp với sản phẩm này nhưng mà có người xài cái sản phẩm đó người ta không thấy có tác dụng gì hết. Sao em xem serum dưỡng da tại em ở Đài Loan? Nếu mà em ở Đài Loan hả, để ngày mai chị coi lại, em cứ nhắn vào đây ngày mai chị xem thử coi có đường nào để hả chuyển qua Đài Loan cho em được không nha. Chị ở trong nhà không à, khỏi chống nắng được không em? Em không có biết là cái thông tin đó có chính xác hay không. Em chỉ cần biết là có người nói với em cái thông tin như vậy, là khi mà mình ở trong nhà thì mình tiếp xúc với những cái ánh nắng, có nghĩa là cái ánh sáng nó chiếu vào nhà của mình thì nó cũng đã làm cho mình đen rồi. Em rất là sợ cho nên có những ngày á em ở nhà không nhưng mà em cũng chống nắng luôn. Thì chống như là em cũng dưỡng da mặt trước, dưỡng da lúc nào mình cũng phải dùng cái bước dưỡng da trước nha. Mình dưỡng da trước xong rồi mình cho một cái lớp chống nắng nhẹ lên. Thì thật ra nó cũng không có tốn quá nhiều thời gian của mình, có phút 2 phút mà chưa tới nữa, nhưng mà nó làm cho mình được là mình yên tâm, mình sẽ không có sợ ánh nắng nữa vậy thôi. Sushi ngủ đi con, gần 10 giờ rồi kìa Si. Hôm nay nói chuyện với mọi người hơi khuya ha. Mình anh rất là ghét những cái này của mình. Rất ghét luôn. Mà bây giờ không biết cách nào để cho nó mất nữa. Mỗi người có những cái trăn trở khác nhau. Ở bên chị là đã 10 giờ tối, gần 10 giờ tối rồi. Hôm bữa mình anh có thấy một cái spa nào đó mà nó có thể trị được cái này, nhưng mà mình vẫn chưa có tìm hiểu kỹ về cái công nghệ đó cũng như là cái spa đó cho nên mình không có yên tâm được. Một cái lọ này dùng rất là lâu luôn á em, bởi vì là mỗi khi mà mình xài á thì mình chỉ xài có một một hai giọt thôi. Thì cái này xài một lọ này khoảng chừng 3 tuần đến 1 tháng rồi đó, cho nên khi mà mọi người mua một set á thì nó sẽ rất là tiện lợi. Đúng rồi chị Dũng Lâm, tại vì em thấy là cái việc chống nắng nó đâu có mất nhiều thời gian của mình đâu, mình chỉ cần thoa nhẹ lên mà chấm chậm 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 đều như vậy thôi, vỗ nhẹ thôi khoảng chừng có 1 phút à, nhưng mà mình cảm thấy mình yên tâm. Bởi vì có nhiều khi trên người mình nó có những cái vết bầm mà mình không hiểu tại sao, là do là tay chân cứ quơ vào xong rồi bị bầm hồi nào không biết.
chào chị anh nhé. Nguyễn Ngọc Anh Nguyễn, chào em. Cả nhà mình có còn câu hỏi nào nữa không? Để Quỳnh Anh tư vấn luôn. Còn nếu mà không thì chắc là bây giờ sẽ chuẩn bị đi ngủ sớm ha. Bữa nào em xài hết kem cũ hay mua? Khi nào mà em xài hết kem cũ thì em cứ mua. Nếu mà em đang xài kem thì em vẫn có thể dùng cái serum này được nha. Tại vì cái serum này là cái bước đầu tiên trước khi mà sau khi mà em xài toner xong thì em sẽ xài cái serum này, và em có thể xài luôn cái kem của em lên cũng được nữa nha. Chị ơi, chị tư vấn cà phê giảm cân đi hả? Cà phê giảm cân á hả? Đây để chị lấy nha. Đây, cà phê giảm cân này đúng không em? Cà phê giảm cân này là cái tên là Hand Slim Coffee, và đây mình đang uống nửa chừng thì cái hộp này thì chỉ còn có ba gói thôi. Nó sẽ dạng gói như vậy mà uống rất là ngon. Và buổi sáng thì mình sẽ uống trước cái lúc mà mình ăn sáng 30 phút. Mình sẽ pha một ít nước, chắc nhiều hơn này chút, nhiều hơn khoảng một nửa như vậy nè, khoảng 150 đến 200 ml. Xong rồi nước sôi, xong rồi mình sẽ bỏ vô, mình sẽ mở cái bịch này và đổ vào khuấy đều như bình thường mình uống cà phê thôi. Nói tới cũng muốn uống nhưng mà bây giờ buổi tối rồi không có uống nữa, cất qua một bên. Và khi mà mọi người uống cái Hand Slim Coffee này vào thì nó sẽ làm cho cái cơ thể của mình nó hạn chế cái sự thèm ăn nha. Hạn chế sự thèm ăn nhưng mà nó sẽ không làm cho mình cảm thấy bị khó chịu hay là chóng mặt hay buồn nôn hay là bất kỳ một cái tác dụng phụ nào hết. Nó sẽ cho mình một cảm giác bình thường giống như là mình chưa uống một cái gì hết. Nhưng mà đến khi mà mình ăn thì mình sẽ ăn ít lại. Nó sẽ làm cho mình ăn ít lại, nhưng mà cái vị giác của mình nó cũng sẽ ngon bình thường, chứ không có làm cho mình bị ngán ăn hay là nhìn đồ ăn là cảm thấy ớn. Hoặc là có nhiều người là uống cái thuốc giảm cân xong mà nhìn đồ ăn là mất ói luôn, ăn vô ói ra luôn, rất là ghê. Còn cái loại này thì nó rất là an toàn, không có bị như vậy, cho nên là mọi người cũng sẽ yên tâm. Một cái hộp này ấy hả? Một cái hộp này là có giá là 1 triệu nha. Thôi bây giờ cũng trễ rồi. Nguồn anh mà còn nói nữa là sushi nó không ngủ luôn á. Phải tắt đèn thì sushi mới ngủ được. Ok, bye bye cả nhà nha. Bây giờ Nguồn anh đi ngủ cho sushi ngủ luôn. Rồi bữa khác sẽ nói chuyện tiếp ha mọi người. Có gì thì cứ inbox vào cái Quỳnh Anh Cosmetic thì một là Quỳnh Anh rảnh thì Quỳnh Anh sẽ trả lời cho mọi người, còn không thôi nữa thì các bạn nhân viên sẽ tư vấn nha. Rồi ok, bye bye cả nhà.